mình bị thỏng rồi. Rồi tiêu rồi, mình còn có một cái tim thôi à. Ôi chạy không kịp rồi, thôi tiêu rồi. À trời ơi, rồi xong tim rồi, dài. Rồi chuẩn bị phóng đại bác đi lên nồi lẩu thôi. Bắn. Hả? Nó còn có tiền chiêu phun dung nham nữa kìa. Ui, ây da. Hồi quá mình lầu hạch tục lửa nên mình có thể bơi được trên dung nham luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Ờ, mấy bạn ơi, Mario đã chui vào trong cái miệng núi lửa rồi. Bây giờ muốn lên được trên đỉnh á, là mình phải lên trên cái dòng thác này nè, dòng thác dung nham. Mà bạch tuộc lửa chỉ sống được trong dòng thác dung nham này thôi. Còn mấy cái khúc cây nè, mà lỡ mình nhảy trúng á, là bạch tuộc lửa sẽ bị biến mất. Mario sẽ trở lại. Mà lúc này Mario trở lại mà gặp cái nước nóng này mà Mario sẽ tiêu đời liền. Ôi, cuối cùng cũng leo lên được. Nhảy xuống, nhảy. Ôi, nóng quá. Ơi, cũng may mình biến thành bạch tuộc lửa chứ không là tiêu đời rồi. Ôi. Wow, chỗ này có 4 cái tháp lửa luôn. Nhưng mà có một cái không có thắp sáng được. À, nếu mà mình thắp sáng cái cây cuối cùng này á, thì chắc mình sẽ được thưởng năng lượng mặt trăng cho mình xem. Lửa ở đâu ta? Lửa chỉ có ở cái con bạch tuộc lửa này thôi. Rồi, chuẩn bị nhảy vô nha bạch tuộc lửa. Mình chỉ cần nhảy vô trúng cái tháp là nó sẽ lên lửa à. Yeah, đúng rồi. Mệt quá. Rồi, thêm một năng lượng mặt trăng nữa. Yeah. Yahoo. Vậy là mình được 17 năng lượng mặt trăng rồi. Còn thiếu một cái nữa thôi. Mario ơi, cố lên. Biết rồi bé bự ơi. Nhưng mà mình tìm thêm một năng lượng mặt trăng nữa là không có khó. Khó là phải làm sao cho núi lửa đừng có dâng trào nữa nè. Biết rồi, bây giờ mình đi vô trong luôn đi. Ây da, bây giờ mình sẽ đi như thế nào đây nè, không có cái gì để đi hết. Trời ơi, núi quá trời núi luôn. À trời ơi, thêm cái cây răng cọp phun lửa nữa. Phun lửa nè. Ơi, muối rồi mấy bạn, muối màu trắng trắng á. Nó nằm trên những cái miếng đồ ăn này nè. Miếng đồ ăn này nó trôi lơ lửng luôn. Cái này giống như cái nồi lẩu khổng lồ vậy đó. Nguyên cái vương quốc này chỗ nào cũng thấy đồ ăn hết trơn á. Đồ ăn với muối. Rồi, mày mà nhảy rớt xuống một cái là tiêu đời luôn á nha. Dạ. Rồi, đợi nó, mình đứng im mình đợi nó. Bắn lửa nè. Ây da, trời ơi, mình bị thỏng rồi. Rồi, tiêu rồi, mình còn có một trái tim thôi à. Ây da, trời ơi, hy vọng trong cái chấm hỏi này có trái tim. Ui, không có, chỉ có đồng tiền thôi à. Tiêu rồi. Nè, ở đây chưa đủ nóng hay sao mà còn phun lửa vậy hả? Mấy cái cây răng cọp kia. Mấy cái cây răng cọp này nó ghê lắm á. Nó biết ăn thịt luôn nha mấy bạn. Mấy bạn bỏ cái đùi gà vô đi nó ăn luôn á. Ghê lắm. Mệt quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình đã bị phỏng khắp người luôn rồi nè. Ơi, cũng may trong game mình có nhiều sinh mạng để hồi sinh á. Còn ở ngoài đời mấy bạn đừng có làm giống Mario nha. Nguy hiểm lắm. Rồi, quẹo vô đây. Chỗ này lần trước mình đã vô rồi. Bây giờ mình quay lên thôi à. Rồi, hết đường luôn rồi. Làm sao lên được chỗ nồi lẩu khổng lồ đây ta? Có cái con chim phượng hoàng ở trển á. Mario, cẩn thận. Ở phía trên đó là con chim phượng hoàng đang tức giận đó. Mình biết rồi. Nè, cái đĩa ơi, cho mình mượn biến hình nha. Lên. Chuẩn bị. Ây da, đâu rồi. Ui da, đừng để rớt nha. Rớt xuống dưới nước sôi xong à. Trời ơi, có bà rùa lửa hết trơn. Ghê quá, thôi mình quẹo qua đây đi. Rồi, biến hình thành cái nĩa. Nhảy. Dạ, bây giờ mình quẹo ra, mình lên thẳng ta. Rồi, thôi lên thẳng luôn. Ý, trời, cái này giống như cái chảo quá vậy. Nhưng mà nó quay vòng vòng. Này thì phun nè. Răng cọp nè. Ý, cái gì vậy? Trái cây mọi người thu hoạch được thả vô đây hả? Ui da trời ơi, trái ớt chuông. Sao trên đâu nó đổ xuống hoài vậy? Wow,
Vậy là ớt chuông mọi người mới thu hoạch được, thả đem về đây để em chuẩn bị nấu ăn nè. Ôi chạy chạy chạy, chết rồi, không kịp rồi, thôi tiêu rồi, tiêu rồi. À trời ơi, rồi sao phi bây giờ vậy à. Nhanh. Hú hồn. Ôi trời ơi, hên quá được cái tim. Được hồi phục lại cái tim rồi. Rồi, lên luôn. Lên. Tới chưa, tới được nồi lẩu chưa? Vẫn chưa mấy bạn ơi. Bánh đốt lửa cho mượn xíu nha. Rồi, qua đây đi đâu nữa đây? Nếu mà mình nhảy lên cái chảo này á là không được. Tại nó nguội mà, nó đâu có sôi. Ê, nhiều nước này sôi nè. Còn cái màu xanh thì nó không sôi. Nguy hiểm quá, mình nhảy hướng này đi. Ý, có cái nĩa kìa. Cao quá, sao mình thấm được ta? Không được rồi. Đâu để coi, còn đường nào nữa không? Lại là mấy cái chảo nữa hả? Hình như cái mặt màu hồng á là nó nóng nè, cái mặt màu xanh là bình thường. Thôi, bây giờ làm liều nha mấy bạn. Đợi nha, đợi nó lật qua một cái là mình nhảy lên liền luôn nha. Rồi, nhảy. Đúng rồi, nhanh, nó sắp lật qua rồi. Phỏng rồi, trời ơi. Rồi, còn có đúng một mạng luôn. Ôi, người mình đang thui thà lùi, biến thành Mario quay luôn rồi mấy bạn ơi. Hu. Ôi, hên quá, bây giờ có cái cầu, đi qua cầu thì được. Mario rất là ghét nóng luôn á. Giống như bây giờ ở Việt Nam, đang là mùa hè nè, trời nóng quá trời luôn à. Đã vậy Mario còn gặp núi lửa nữa chứ. Rồi, chuẩn bị phóng đại bác, đi lên nồi lẩu thôi. Bắn. Hả? Ta đang tức giận mà lại có một tên xuất hiện nữa hả? Ta là Phượng Hoàng Lửa. Người dám chọc tức ta hả? Vậy thì hãy xem ta cho ngươi một bài học đây. Wow, trời ơi, mấy cái quả cầu gai kìa. Dạ. Trời ơi, ở đâu trong miệng nó nhiều quá vậy? Dạ. Trời ơi, mấy cái cầu gai này mà trúng mình là mình tiêu đời luôn á. Rồi, trốn. Hả? Nó còn có tiệt chiêu phun dung nham nữa kìa. Ui, ây da. Hơi quá, mình là một tụt lửa nên mình có thể bơi được trên dung nham luôn. Nhưng mà sao trong miệng nó lại ra trái cây nữa? Mình mà đụng một cái là mình bị tiêu đi nha. À, rồi, xong phim rồi. Này thì đạp lên đầu nó luôn. Hay quá Mario ơi. Tiếp tục, làm thêm vài lần nữa. Đạp lên đầu nó là được à. Thôi Mario biết rồi bé bự ơi. Bây giờ phải đi tìm cái tim cho đủ đã. Ủa, nó đang tức giận lên rồi kìa. Ui no, nó thả rất là nhiều trái gai xuống luôn. Wow, trời ơi, bình tĩnh, đừng nha. Rồi, nó phun dung nham đó rồi. Ủa, sao lần này nó phun dung nham hình dứt dắt vậy? Dạ, ui. Né. À, trời ơi, mình né quá, mình lọt luôn rồi. Thôi, công tình lên trên một nửa rồi đó. Ui, rất là khó luôn. À, mình né kiểu gì cũng bị đụng hết trơn á. Rồi, lọt luôn rồi. Khó quá. Đừng nha. Ây da, rồi, còn có một cái tim mà. Không, nhảy. Bấm. Này thì Tuyệt vời Mario. Được hai lần rồi, còn một cú nữa. Một lần nữa thôi, nó sẽ bị tiêu diệt. Khoan, để đợi mình đi lượm cái tim đã. Mình phải đủ ba trái tim mình mới chiến đấu được. Cẩn thận, đừng để những trái cây đụng nha. Ok. Rồi, không sống rồi. No. À, trời ơi. Con chim Phượng Hoàng nó chưa kịp nhảy dung nham. Mà mình chỉ còn có hai cái tim mà sao đây? Hả? Cái gì nữa vậy trời? Dung nham lần này sao lại nhả ra gì kỳ vậy? Không phải là một cái đường mà nó đứt quãng. Mình rất là khó lên. Chuẩn bị. Nhảy. À, trời ơi, bị lọt rồi. Lần này khó quá, nó rút kinh nghiệm rồi. Nó không thổi thành một cái dòng suối nữa mà nó đứt quãng này nè. Trời ơi, no. Nhảy lên. Đụng cái đầu nè cho chừa Phượng Hoàng Lửa. Chèo. Yeah, chiến thắng rồi. Cuối cùng mình cũng tiêu diệt được con chim Phượng Hoàng Lửa, trả lại sự bình yên cho dân làng ở đây rồi.
Ui, mình được thẳng 3 cái năng lượng mà căng luôn nè Mario ơi. Vậy là mình dư năng lượng mặt trăng để cho con tàu bay lên luôn á. Yeah, vậy thì tụi mình quay lại con tàu để chuẩn bị xuất phát thôi. Tên chú tể rùa gai đã đưa công chúa đào đi xa một đoạn nữa rồi. Biết rồi, biết rồi. Bây giờ mình sẽ cho năng lượng mặt trăng vào đi. Mình đang được 20 cái lận mà. Nhưng mà tàu mình chỉ còn 18 cái thôi. Nạp vào. Đủ không? Đủ chứ sao không đủ, kìa, đầy luôn rồi kìa. Ôi, chuẩn bị đi thôi. Mario, coi nè. Chuyện gì? Chúng ta rất gần với vương quốc của tên chúa tể rùa gai. Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đi đến vương quốc của chúa tể rùa gai hả? Đúng rồi, đi đến tập cuối luôn rồi. Chúng ta đến đó để chiến đấu với tên chúa tể rùa gai, giành lại công chúa đào. Ok, đi thôi. Sao mình run quá à, mình hồi hộp quá. Không biết mình có chiến đấu lại tên chú tể rùa gai không nữa. Mạnh mẽ lên, chúng ta phải làm được. Bạn cứ nói mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Mình sẽ hủy cái đám cưới của họ và cứu công chúa đào, cứu chị gái của bé bự quay trở về. Ok, đi thôi.